làm ở gì không hiểu được. Milo dầm, comment dùm anh Thịnh làm Milo dầm nha. Mình sẽ có cái máy bò đá đây. Đấy, cái máy nó lên truyền hình thì live stream thì nó cũng bị run luôn anh chị. Rồi, tiếp theo cho mình cái ly đi. Ly 500ml. À rồi, cảm ơn em. Đây. Thì bây giờ này mình bật cái nút này nha. Anh chị thấy đá nó bay ra không ạ? Đây. Xong, nhanh không? Nhanh không? Rồi, tiếp theo qua đây. À, bỏ bút đinh cũng được em, bút đinh bôn cũng được. Rồi mình sẽ tạo, gọi là tạo cái rãnh để mình đổ cái nước cốt của Milo dầm lên. Đây, cái ly 500 đúng rồi, mình sẽ cho tầm khoảng là 110 đến 120 nước cốt Milo dầm nhá. Vì trong sách này á, trong sách Binsu này thì nó sẽ hướng dẫn cho anh chị về cái công thức mà gọi là nước cốt của Binsu. Đây mình, tại mình nấu nước cốt này rất là lâu, nấu nước cốt này tới là khi mà mình nấu xong tầm khoảng là mình nấu tầm khoảng là 15 phút thôi, nhưng mình phải để nguội tầm khoảng là 3-4 tiếng rồi mình mới sử dụng. Đây, đây chuyên đề Milo dầm nha, sách Binsu nha. Đầu tiên là cái gì? Cách làm bánh bao lăng chân trâu, dụng cụ máy móc Binsu, đó bình, đó. Ok chưa? Dạ. Đây anh chị thấy cái ly Binsu không? Ali Milo dầm không? Rồi bây giờ mình sẽ có cái nước cốt của Milo dầm mình sẽ cho vào. Đặc biệt nha, chỉ có bên kênh ba nha. Rồi cảm ơn mọi người đã hỗ trợ. Bánh Oreo 3 miếng. Cho anh vá trên trâu nhé. Bánh giòn của Milo. Đây mình sẽ quay hết cái view cho anh chị. Rồi ok, trên trâu. Hơi nhiều nha. Ờ không sao, nó nhiều thì thôi. À, khách lời. Rồi bánh Milo ok chưa? Rồi tiếp theo là bột Milo. Cái món này là cũng là best sell ở bên kênh ba nha anh chị nha. Khách hàng vào ăn một lần rồi là không bao giờ quên được. Ê, có đứa nào mà nó múc cái muỗng mà nó gãy này mà có không chịu thay à? Tiết kiệm cái gì? Tiết kiệm cho quán đó anh chị đấy. Cái muỗng mà múc mà gãy mà không chịu thay. Rồi tại là hết bánh lăng rồi thì bây giờ mình sẽ cho khách hàng là một là thêm bút đinh môn, hai là thêm chân trâu trắng nha. Thôi mình sẽ tặng khách hàng là thêm bút đinh môn đi. Đấy, mình sẽ tặng khách hàng là thêm bút đinh môn nha. Nói với khách hàng là hết bánh lăng, tặng thêm là bút đinh môn với là chân trâu trắng nha. Hơi đầy để qua bên này anh tém cái ly lại bớt. Đây chúng ta đã xong một ly là Binsu Milo nha. Đó anh chị thấy không, theo dõi anh Thịnh. Đấy khách hàng vào là phải là kênh ba xin chào nha anh chị nha. Bánh lăng hết rồi nha. Dạ. Đây để mình coi hóa đơn tiếp theo mình sẽ làm. Cái này tạm tính rồi, em đâu có xóa được đâu đúng không? Dạ. Bấm tạm tính. Dạ được á. Đây là cái tô của Binsu lúc nãy có chị kia
hỏi à, là tôi bingsu nha anh chị, bingsu này, bingsu sô cô la nha anh chị, ngon không ạ? Hết cái ly ra kia rồi, ly nhỏ, cái ly đựng nước sốt rồi. À, muốn ăn thì comment cho anh Thịnh là số 2 nha. À, khách hàng vào là phải là kênh ba chào nha anh chị nha. Khi mà khách hàng là khách hàng mà bước ra thì là kênh ba cảm ơn nha anh chị. À, chúng ta phải có văn hóa của cửa hàng, phải là yêu mến khách hàng rồi khách hàng mới yêu mến chúng ta được. Kim Anh nhận học viên không? Thì bên trung tâm anh thì kênh 3 là tuần nào cũng có lớp nha Kim Anh nha. Nếu mà em muốn mà tư vấn về khóa học 2 ngày ra nghề nha, bên trung tâm anh thì kênh 3 có khóa học 2 ngày ra nghề, thì anh chị comment dùng cho anh Thịnh là khóa học kèm số điện thoại nha. Các bạn hỗ trợ viên sẽ điện thoại và tư vấn cho anh chị khóa học hoàn toàn miễn phí nha. Và khóa học đang có chương trình giảm giá trong tháng là 50% nha. 2 ngày ra nghề nha. Có đơn có gì không? Rồi một trà sữa truyền thống và một trà trái cây nha. Bây giờ mình sẽ làm một ly trà sữa truyền thống và một ly trà trái cây. Dỡ sách ra luôn nhé, chúng ta dỡ sách ra, chúng ta làm luôn. Ai có sách rồi? À, bạn nào mà có sách rồi đang coi live stream thì comment cho anh Thịnh là đã có sách nha. Để mình chào nhau. Chúng ta là đồng môn nha. Chúng ta là đồng môn. Rồi, bây giờ mình sẽ làm một cái ly là trà sữa truyền thống và một ly là trà trái cây. Cái ly trà trái cây này anh chị bán 15.000 thì anh chị sử dụng siro 15.000 thôi. Ok chưa? Anh chị trà sữa truyền thống thì giá nào anh chị cũng bán được hết nha. Cái công thức công sách rất là rẻ cho anh chị. Bây giờ mình sẽ làm một ly trà sữa truyền thống và trà trái cây Kenba. Trà trái cây Kenba thì mình sẽ sử dụng là trà ô long. Lúc nãy mình cũng đã nói rồi là cái bình này ô long nha. Tại vì cái bình này mình mới cầm từ khóa học ở bên trung tâm qua. Ô long thì mình sẽ sử dụng là 150ml sorry anh chị, tại vì có dầm thêm dưa hấu. Và dưa hấu thì mình sử dụng là dao động tầm khoảng là 20g để dầm. Rồi tiếp theo mình bấm nước đường này nha, mình quay qua cho anh chị coi. Mình sẽ bấm nước đường. Nước đường thì mình sẽ sử dụng là 25ml. Và siro nhiệt đới thì mình sẽ sử dụng là 20ml. 20ml dao động tầm khoảng là 3 phút. Rồi tiếp theo mình sẽ sử dụng là tắc tầm khoảng là 5ml. Không tới một trái nha anh chị nha. Không tới một trái đâu. Rồi và tiếp theo mình sẽ dầm cái hỗn hợp này ra. Rồi và cho đá lên lắc thôi nhé. Thanh long rồi hết à? Múc nhanh vài trái thanh long đi, vài cục thanh long đi. À. Giờ tối rồi anh chị, hết hàng là điều bình thường. À, ngày nào bên quán cây ban cũng phải là đồ mới nha anh chị nha, lắc nhá, cười nha, lắc nhá cười nha. Lý do vì sao? Biết ăn thịt là lý do vì sao lắc mới cười không? Nếu như anh chị không cười nha, anh chị lắc ra cái nước này có độc tố nha anh chị nha, độc tố uống rất là độc, mà độc tố rồi thì khách hàng uống vào không ngon miệng thì làm sao quay lại được. Lấy trên hai cái ly nhé. Em lập gia đình rồi, gia đình chồng em là gia đình rất ba đại kỵ bốc bắt trên đều vi ô lắc Quảng Ngãi. Đều vi ô lắc con đều hùng vĩ nhất nhì miền Trung Tây Nguyên, đã là người Quảng Ngãi nhất định phải săn bay trên đều một lần trong đời. Nâng trên con đường hạnh phúc nối liền với xã Ba Ngọc, ba tơ Quảng Ngãi với vẻ đẹp của núi non hùng vĩ, Tùng thị trấn mang đen của tỉnh Con nằm trên quốc lộ 24 là một trong những đều được nhiều Phật thủ thích mê.
Đèo Violac là tên do người Pháp đặt, với tên ban đầu là Violac, cũng có nhiều người gọi thành Violet. Đoạn dốc khúc nhất của con đèo này dài khoảng 30 km, cùng quanh đỉnh đèo cao đến 1.300 m so với mực nước biển. Chiếc xe cùng bạn chinh phục đèo này phải thật sự bền tốt và thích nghi được với mọi địa hình. Ưu tiên xe súng và xe côn tay nhé. Điều đặc biệt nhất của cung đèo này là săn được mây siêu đẹp. Với khung cảnh mây thì bồng bềnh, trời thì xanh như lạc vào tiên cảnh vậy. Đặc biệt khu săn mây siêu dài và rộng, có khá nhiều góc chụp sống ảo đẹp lung linh. Thời điểm thích hợp nhất là từ 6 đến 7 giờ trên đèo. Còn mây dày mỏng thế nào tùy nhân phẩm của mỗi người. Mà cũng có tip săn mây đó, video sau sẽ có nhé. Ngoài săn mây thì lên tới đỉnh đèo thì khung cảnh thật sự tuyệt vời và hùng vĩ vô cùng, chẳng khác gì đang lạc đâu đó ở Tây Bắc. Web tự học design đó. Bạn nên thử qua trong web này trước khi học design. Và đó là 11 mẹ tâm lý đơn giản. Đừng để bị những thứ giả tướng của thích. Mọi người ơi, mình vừa nhận được tin báo của cái chị quản lý khu dân cư là thấy một bé chó giống bé KD ở ngoài hồ bơi rồi. Bây giờ mình đi ra, hy vọng là của bé phải là bé KD của mình. Bé KD được cứu từ một xe bán thịt chó khi mà bé bị liệt bốn chân. Sau khi điều trị xuất viện thì KD không may bị lạc. Mình đang trên đường đi ra hồ bơi, tập khu dân cư. Ngày để lạc mất em bé, mình rất giận bản thân mình. Mình thấy rất có lỗi. Mình đọc những comment trên mạng là các bạn nói vào nồi thịt chó mà tìm xương của bé là mình rất buồn. Đi tìm hết cách rồi, mình còn tìm tới bói toán, điều mà ít khi nào mình tin lắm. Xong rồi người đó cũng nói với mình là bé KD bị ăn thịt mốc rồi. Bảo vệ đằng kia đang giữ em bé giùm mình á. Hy vọng là KD của mình. Mấy bạn biết không, chưa bao giờ mình tin vào phép màu như bây giờ hết á. Nhờ sự cầu nguyện của các bạn và sự cầu nguyện của cả gia đình mình, cuối cùng thì KD đã quay trở về nhà rồi nè. Đâu đâu rồi? KD, ra đây với mẹ nè. Cầm giùm chị, quay giùm chị để chưa bắt nó. Đi ơi, mẹ này con đừng sợ. Thế đi, bữa giờ con trốn đâu trong đây đúng không? Con núp cái tổ trong đây đúng không? Đúng không? Kê đi, đi về với mẹ đi. Đi, đi về. Dạ. Sao Kê đi trốn vậy? Ừ. Kê đi ơi, Kê đi ơi. Ui, cục vàng của mẹ. Tìm được bé Kê đi rồi. Nó bữa giờ nó đi trốn ở trong cái ổ ngay kế cái hồ bơi nè, chứ không phải là đi ra ngoài. Còn còn bị ăn thịt giống như mấy ông thầy bói nói. Đi coi bói ông thầy bói chịu được, nó bị ăn thịt rồi. Không à, chị đi hai cái luôn để coi nó chịu thế nào. Rồi đưa cái thằng nó kèm bờ mừng lắm luôn. Mình đi về nhà nhé. Bác tự nhiên bắt mập lên như vậy.
Trời ơi. Mà cũng với mũi với đồ cơm kìa vậy. Ăn chưa tối hả chị em nói. Mọi người coi nè. Đừng. Trời ơi, đã tìm được nhỏ rồi. Trời ơi. Bé KDA cuối cùng sau bao gian khổ Mỹ còn lại gặp nhau rồi nè. Đôi khi có những biến cố làm chúng ta như gục ngã vậy đó. Nhưng mà mình tin luôn có những thiên thần ở trên trời luôn bảo vệ chúng ta khi mà chúng ta làm những điều tốt đẹp nè. Cài đặt ứng dụng EVN. Về đi. Ê, ông nhận ra tôi chứ? Tôi đây. Mới sáng ngày ra người ta đã nghe tập mệt kìa. Gấp quá. Okay. Tôi biết không mà. Hay á, chào chị. Chị nhận ra tôi chứ?